chú thích gì hai con này. Hai con điều khiển bằng tải. Hai con rơ le lắp thêm để điều khiển cho bằng tải trước công nhận chạy tự động. Ở bên ngoài có một cái nút chuyển chế độ từ auto manual. Với chế độ auto thì khi mà chai đầy, tức là bằng tải, tức là máy không nhận lỗi thì chai đầy nó sẽ tự động dừng bằng tải phía trước đó để tránh đổ chai ra má. Còn với chế độ manual thì chế độ này tác dụng là để xả chai vào má trong trường hợp mà cần cứu rót, đúng không? Hiện tại đang để chế độ auto, bây giờ ta sẽ test tính năng auto. Bây giờ chúng ta thấy là bằng tải đang chạy, đi lên điện bằng tải. Như vậy là tất cả bằng tải đều chạy bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ giả lập trái đầy bằng cách là che sensor. Sát không? Sát sensor này. Thì sensor này hai sensor được mắc nối tiếp với nhau. Nếu như khi hai sensor đều cùng sáng, có nghĩa là trái đã đầy, thì trong vòng xác lập là 7 giây nhỉ. Đấy, thì quay phía trên. Đăng tải. Máy ông nhạn chạy lại thì trái nó sẽ được rút đi và bằng tải sẽ chạy lại. Đấy, tất cả bằng tải được chạy lại. Tất cả bóng tải từ 1.8 trở về 1.5 sẽ chạy tự động và chạy theo tín hiệu của sensor có gửi. Ok, em này kết thúc video.